Mặc dù trời mưa nhưng cũng đã có khá đông các khán giả đến với sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như là câu lạc bộ Khánh Hòa. Ở vòng đấu trước thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã để thua trước Quảng Nam trên sân vận động Hòa Xuân, và trận đấu này thì họ đặt ra một mục tiêu tất nhiên rồi là giành chiến thắng để có thể trở lại với quỹ đạo chiến thắng của họ. Sẽ là một thử thách không hề nhỏ với đội chủ nhà, bởi câu lạc bộ Khánh Hòa đang nằm ở vị trí cuối bảng và họ hiểu được rằng mỗi trận đấu với câu lạc bộ Khánh Hòa vào lúc này sẽ là một trận chung kết. Quang Hải sẽ tiếp tục đeo chiếc băng đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, và chúng ta cũng sẽ đến với đội hình ra sân của cả hai câu lạc bộ trước khi trận đấu được diễn ra. Cơn mưa đã ập đến sân vận động Hàng Đẫy vào thời điểm hơn một tiếng trước khi trận đấu được bắt đầu. Nó sẽ là một thử thách không hề nhỏ với cả câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như là câu lạc bộ Khánh Hòa trong một trận thủy chiến. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Nguyễn Viết Duẩn, cùng với đó là các trợ lý Nguyễn Trung Việt và Lê Trần Nghĩa. Trọng tài thứ tư là ông Trần Đình Thịnh, giám sát trận đấu là ông Trần Quốc Dũng và giám sát trọng tài là ông Vũ Bảo Linh. Bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội thì ngày hôm nay huấn luyện viên Kean Tisasse Nam Hoàng đón chào sự trở lại của Kiel Vane, người đã không thể góp mặt ở trận đấu trước vì án treo giò. Anh sẽ đá phía sau của Jefferson Elias. Bộ tứ tiền vệ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ là Junior Fianho, Văn Luân, Lê Phạm Thành Long và Quang Hải. Ở hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội thì ngày hôm nay họ không có được sự phục vụ của Văn Thành, và thay vào đó là Hồ Văn Cường, bên cạnh những gương mặt như là Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ Tiến Dụng, cùng với đó là Giáp Tuấn Dương. Và đứng trong khung thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn sẽ là thủ thành Nguyễn Philip. Và sau đây sẽ là đội hình ra sân bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Chắc chắn ngày họ sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-2-3-1. Đứng trong khung thành là thủ môn Ngọc Cường. Các hậu vệ đó là Trọng Hiếu, Sisse Ali, Minh Lợi và Thành Nhân. Các tiền vệ đó là Nhật Tân, Thanh Vị. Những cầu thủ đá phía trên đó là Văn Tùng, Đình Kha, Văn Hiệp, và đá cao nhất là Elazad. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Khánh Hòa đó là ông Trần Trọng Bình, xin lỗi các bạn. Đình Kha sẽ đeo chiếc băng đội trưởng của câu lạc bộ Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Đây mới là trận đấu thứ tư kể từ đầu mùa của cầu thủ sinh năm 1994. Anh sẽ cùng với Văn Hiệp và Văn Tùng hỗ trợ cho Liaza. Và như vậy là trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Hai đội bóng đều đang rất khát chiến thắng vào lúc này. Nếu như câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có hai trận thua liên tiếp thì chuỗi trận không thắng của câu lạc bộ Khánh Hòa đã lên tới con số 10. Chiến thắng gần nhất mà họ có được chính là chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận đấu diễn ra ở vòng đấu thứ 7. Kiều Văn Nê là một sự trở lại rất quan trọng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh đã không thể góp mặt trong trận đấu mà nhà đương kim vô địch để thua trước Quảng Nam ở vòng đấu vừa qua. Sự vắng mặt của Kiều Văn Nê cũng khiến cho lối chơi tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội thiếu đi nhiều những phương án về một cầu thủ có khả năng tạo ra được sự đột biến cũng như là những tình huống tấn công phối hợp ở khu vực trung lộ. Đình Kha rất cố gắng để mở bóng sang phía hành lang cánh phải. Người đang nỗ lực băng lên đó là Văn Hiệp. Văn Hiệp sẽ thi đấu ở phía hành lang cánh phải theo hướng tấn công của câu lạc bộ Khánh Hòa, và cánh đối diện đó sẽ là Văn Tùng. Ở trận đấu lượt đi như chúng ta đã biết, một trận đấu kịch tính cũng dưới trời mưa. Và lựa chọn ngày hôm nay của huấn luyện viên Trần Trọng Bình đó là lựa chọn phòng ngự phản công, thì họ biết rằng các cầu thủ Công an Hà Nội sẽ tổ chức tấn công và triển khai tấn công ngay từ đầu. Lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cũng là hợp lý với Khánh Hòa vào thời điểm hiện tại. Nếu như câu lạc bộ Công an Hà Nội thiếu vắng đi sự phục vụ của Văn Thành và được thay thế bởi Hồ Văn Cường, thì bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa họ cũng vắng mặt đi một gương mặt rất quan trọng, đó là cầu thủ Quốc Chí. Huấn luyện viên Kean Tisasse Nam Hoàng đã chia sẻ sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua trước Quảng Nam rằng đó là một trận đấu mà lỗi phần lớn thuộc về ông vì không thể truyền đạt cho các học trò về nhiều ý tưởng tấn công hơn nữa. Nhưng ở trận đấu này thì câu lạc bộ Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ có những phương án tấn công mới. Giáp Tuấn Dương đã được đá chính ngay từ đầu thay vì Văn Toản giống như trận đấu trước, và băng lên là của Hồ Văn Cường. Vẫn là Hồ Văn Cường. Tình huống đưa bóng vào không khó với thủ thành Ngọc Cường. Ở trận đấu trước thì Khánh Hòa cũng để thua trước câu lạc bộ Hải Phòng. Ở trong trận đấu đó họ có thời điểm thi đấu rất hay, nhưng sau đó để Hải Phòng lấn lướt và có những bàn thắng.
Đó là nỗ lực của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Rất cố gắng. Văn Tùng. Sút bóng. Cú đá không quá khó của Đình Khả để có thể uy hiếp được Nguyễn Philip. Huấn luyện viên Trọng Bình cùng với câu lạc bộ Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực vượt khó. Và lúc này thì vị trí của họ, như chúng tôi đã nói, là vị trí cuối bảng. Sau 17 trận đấu thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa mới chỉ có được 10 điểm. Và cách biệt của họ với đội bóng đứng ở vị trí áp chót là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã lên tới 5 điểm rồi. Nhìn chung thì còn 9 vòng đấu nữa thì giải đấu sẽ kết thúc, bao gồm cả trận đấu này. Khánh Hòa sẽ phải rất nỗ lực, họ vẫn chưa hết cơ hội. Chưa hết cơ hội cũng là những gì mà chúng ta có thể nói về cuộc đua đến ngôi vô địch của câu lạc bộ Công an Hà Nội cùng với những đội bóng xếp trên như là BKMX Bình Dương và đặc biệt là đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên để làm được điều đó thì nhà đương kim vô địch của giải đấu cần phải có một lối chơi tốt hơn. Ở trận đấu gặp câu lạc bộ Quảng Nam thì như huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ, câu lạc bộ Quảng Nam đã học theo lối chơi mà câu lạc bộ Thể Công Viettel thể hiện, một lối chơi phòng ngự phản công và khiến cho câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận đấu này thì chúng ta có thể cảm nhận rõ được điều đó. Khánh Hòa cũng nối bước những câu lạc bộ như Thể Công Viettel rồi Quảng Nam áp dụng chiến thuật phòng ngự ngay ở những phút đầu tiên với hai lớp phòng ngự lùi sâu. Đúng là những trận đấu của Khánh Hòa còn lại của mùa giải đều là những trận đấu chung kết, và chúng ta có thể trong trận đấu ngày hôm nay khi nhập cuộc, chúng ta thấy rằng các cầu thủ Khánh Hòa họ rất tự tin trước đội bóng Công an Hà Nội. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa đó là Văn Tùng. Kể từ đầu mùa thì Văn Tùng đã có được 2 bàn thắng cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Vẫn là một màn tranh chấp giữa Văn Tùng và Hồ Văn Cường. Bóng được triển khai lên phía trên. Jefferson Elias là người đang đá ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Ngọc Cường đã kịp thời băng lên. Vừa rồi là được chuyền về hơi non của Minh Lợi. Nhưng rất may là thủ môn Ngọc Cường cũng đã ra hỗ trợ cho hàng phòng ngự và phá bóng an toàn. Minh Lợi đã đóng góp một bàn thắng trong trận thua của câu lạc bộ Khánh Hòa trước câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu trước. Hiệp một trận đấu ấy thì câu lạc bộ Khánh Hòa đã thi đấu đầy cố gắng và đã có được những sự khởi sắc, nhưng họ đã không thể duy trì được cách chơi và để cho câu lạc bộ Hải Phòng có màn lội ngược dòng. Ở trận đấu lượt đi thì Khánh Hòa đã tạo ra được một bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Pha phá bóng là của Nhật Tân. Nhật Tân cùng với Thanh Vị đang là những tiền vệ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Bộ đội trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn là Tiến Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ Công an Hà Nội họ vẫn đang đẩy cao đội hình nhưng mà chưa thể tìm ra những phương án và những công thức tấn công để tiếp cận khung thành của đối thủ. Đường chuyền tốt của Bùi Hoàng Việt Anh. Không được. Cesarolai là người đã ngăn cản nỗ lực tạt bóng của Hồ Văn Cường. Chúng ta có thể thấy sự quyết tâm của các cầu thủ Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay về mặt trận phòng ngự. Cesarolai cũng đã ra bắt bài và ngăn chặn đường tạt bóng vào trong của Hồ Văn Cường. Quả đá phạt góc sẽ được dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Quang Hải là người thực hiện quả đá phạt góc. Không được. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Các cầu thủ áo màu đậm đang băng lên rất nhanh. Và cắt bóng tốt là của Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền vừa rồi của Văn Hiệp là hơi non cho đồng đội. Tấn công dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Junior Fiano không chế được không? Đó là Giovanni. Không phải. Người đã ghi bàn là Jefferson Elias. Pha khống chế rất hay của Jefferson Elias. Các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chuyển trạng thái một cách rất ấn tượng với hạt nhân đó chính là Quang Hải. Một tình huống tấn công mà đội chủ nhà đã gây ra được một ấn tượng lớn. Quang Hải đã có đường truyền rất nhanh và thông minh. Sau một tình huống mà anh đã khống chế trái bóng như dính vào chân, Junior Fiano băng xuống. Jefferson Elias phần nào đó đã bị lỡ đà.
với quả tạt được đưa ra từ Junior Fiano. Tuy nhiên thì số 9 vẫn có thể khống chế và sau đó là vượt qua cả Thành Nhân rồi có một cú dứt điểm quyết đoán. Pha khống chế rất hay của Quang Hải. Nó cũng hay như tình huống mà Jefferson Elias đã có thể làm chủ được trái bóng cũng như là tung ra được cú dứt điểm. Đó là tình huống phản đòn cực hay của các cầu thủ Công an Hà Nội. Trước đó là tình huống phản công của các cầu thủ Khánh Hòa. Văn Hiệp đã có đường truyền không tốt và Lê Phạm Thành Long đã về cắt bóng. Và sau đó thì Quang Hải đã có một đường kiến tạo cho Julio. Và bây giờ chắc chắn Khánh Hòa, một đội chơi phòng thủ phản công, sẽ bị phá sản rồi. Lê Gia đã rơi vào bẫy việt vị của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Mũi nhọn người Haiti bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa lúc này cũng đã có được 3 pha lập công ở mùa giải 2023-2024. Đội chơi phòng ngự chặt chẽ của Khánh Hòa, bây giờ chúng ta có thể thấy họ không còn thể chơi được phòng ngự nữa và đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã ghi bàn trong trận đấu lượt đi. Lúc này thì Bùi Hoàng Việt Anh đang là một trong những trung vệ ghi bàn tốt nhất của V-League 1. Anh đã có được 4 pha lập công. Nhưng bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Lý Aza không thể dứt điểm. Ở trận đấu lượt đi thì Lý Aza đã tận dụng rất tốt những tình huống sai lầm của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong pha bóng này thì Lý Aza đã bị theo sát và anh đã quyết định chuyền bóng để cho Đình Kha dứt điểm. Lại để mất bóng rồi. Cơ hội cho các cầu thủ Khánh Hòa. Không được. Một chút nữa thôi thì các cầu thủ Công an Hà Nội đã phải trả giá khi những tình huống luẩn quẩn và để cho Khánh Hòa giành lại bóng. Trong pha bóng này thì Lê Phạm Thành Long và đồng đội đã không có được sự kết nối tốt. Và Bùi Hoàng Việt Anh đã giải nguy ở phía sau. Bùi Hoàng Việt Anh vẫn đang duy trì được một phong độ ấn tượng của mình kể từ đầu mùa. Nhưng để có thể giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội cải thiện được vị trí của mình thì anh cần nhiều hơn những màn trình diễn của các đồng đội cũng ở đẳng cấp tương tự. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, đường truyền nhanh của Quang Hải. Các cầu thủ bên phía đội chủ nhà băng lên rất nhanh. Tiếp tục là Junior Fiano, Jefferson Elias ở phía trong. Junior Fiano đã quyết định truyền bóng. Như vậy trọng tài xác định là đã có lỗi của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Sensei thì có vẻ như đã phạm lỗi với Giovanni. Và trước đó chúng ta có thể thấy là Julio đã hơi chần chừ. Nếu như có một đường truyền nhanh khi mà Riverson đã dẫn lại tuyến 2. Ở trận đấu này có một chi tiết đặc biệt là Junior Fiano giờ đang thi đấu ở phía hành lang cánh phải, không như ở trận đấu trước là ở cánh trái. Chúng ta sẽ cùng xem lại là đúng đã có va chạm xảy ra giữa Giovanni và cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Sẽ là một cơ hội dành cho đội chủ nhà với những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt như Giovanni, Jefferson Elias và đặc biệt là Quang Hải. Chúng ta có thể thấy Quang Hải đang đặt bóng rất chỉn chu. Liệu có một siêu phẩm trên sân vận động Hàng Đẫy hay không? Và chúng ta hãy chờ đợi xem cầu thủ số 19 bên phía Công an Hà Nội chủ tài. Cự ly quả đá phạt khoảng 20m. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vượt lên từ rất sớm. Quang Hải, bóng đã không thể vượt qua được hàng rào. Bùi Hoàng Việt Anh khá tốt, đưa bóng vào. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Trời mưa sân trơn, các cầu thủ cũng sẽ phải thật cẩn thận với những bước di chuyển của mình. Sau pha ngăn chặn Hồ Văn Cường tạt bóng vào trong thì Minh Lợi đã bị đau. Minh
Minh Lợi đang là sự lựa chọn của huấn luyện viên Trọng Bình để thay thế cho Duy Dương, người vẫn đang phải vắng mặt vì chấn thương. Hơn 10 phút đầu tiên đã trôi qua, đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn trước 1-0. Trời cũng đã tạnh mưa rồi. Cũng phải nói là mặt sân hàng đẫy thoát nước rất tốt, và chúng ta thấy không có một vũng nước đọng nào trên mặt sân. Tình huống chuyển hướng tấn công quá mạnh của các cầu thủ Khánh Hòa. Văn Hiệp không thể lao tới, có thể khống chế tình huống bóng trong pha vừa rồi của Minh Lợi chuyển hướng tấn công. Không chỉ gặp những khó khăn về vị trí trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Trọng Bình cũng gặp những khó khăn về mặt nhân sự. Lý Á Dạ không phải là một cú dứt điểm rất cố gắng. Chúng ta có thể thấy nỗ lực của các cầu thủ áo màu đỏ mận trong pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ Khánh Hòa nó hơi cầu toàn một chút. Nếu như Đình Kha quyết đoán hơn, tung ra một tình huống dứt điểm, nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Nguyễn Philip, cách đây vài ngày thì Nguyễn Philip cũng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để cùng với huấn luyện viên Kea Tisak và Trương Văn Thiết đại diện cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trong buổi lễ bốc thăm của giải đấu sắp được tổ chức, có thể ví von là cúp C1 của Đông Nam Á. Nó sẽ là Shopee Cup, một giải đấu được tổ chức với các câu lạc bộ hàng đầu của các nền bóng đá như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Và theo lịch đã được xác nhận thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp một thử thách khá lớn trong trận đấu mở màn của giải đấu này. Họ sẽ đối đầu với Buriram United, đại diện nước tiếng của Thái Lan. 15 phút trôi qua của hiệp đấu đầu tiên, tỷ số vẫn đang là 1-0, tạm thời nghiêng về phía đội chủ nhà. Bàn thắng do công của Jefferson. Các cầu thủ Khánh Hòa đã có những tình huống phản công tốt nhưng chất lượng đường truyền thì chưa cao. Những chất lượng đường truyền để giúp cho họ có những phương án dứt điểm hay là một cách tấn công tốt nhất. Khá tốt. Junior Fiano. Quyết định chuyền bóng là không thực sự hợp lý. Trong pha bóng vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là Sensei đã theo sát với Giovane, nhưng Sensei đã không thể xử lý thành công. Quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với tình huống kiến tạo để Jefferson Elias có được bàn thắng thì Junior Fianho cũng đã có được tình huống kiến tạo thứ hai thành bàn ở mùa giải năm nay. Quả đá phạt góc của đội chủ nhà. Văn Luân, bộ đôi tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn là hai cái tên quen thuộc, Văn Luân và Lê Phạm Thành Long. Rất nhiều những phương án truyền ra hai nách biên của các cầu thủ Công an Hà Nội nó chưa thành công. Đó là những tình huống truyền bóng từ trung vệ cho Giovane hay là Junior. Các cầu thủ Công an Hà Nội đã có một tình huống phản đòn hay, đó là tình huống mà Văn Hiệp đã chuyền bóng hơi non và Thanh Long đã về ngăn chặn, sau đó có được chuyền cho Quang Hải. Còn xét về mặt thế trận thì chắc chắn Công an Hà Nội đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những phương án tổ chức tấn công thì vẫn chưa thể tiếp cận được quá nhiều về phía khung thành của câu lạc bộ Khánh Hòa. Còn đối với đội khách vào thời điểm hiện tại thì họ đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm ra những khoảng trống để tổ chức tấn công. Đây là Minh Lợi. Minh Lợi không thể vượt qua được Hồ Văn Cường. Giovane. Vẫn là Giovane.
Đường chuyền khá tốt. Cơ hội. Sút bóng. Không về. Cú đá của Jefferson Elias chưa đủ độ khó để đánh bại được Ngọc Cường. Sự trở lại của Giovanni mang thêm những phương án tấn công cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Một tình huống đánh ở khu vực trung lộ ấn tượng với khả năng chuyền bóng tốt của Giovanni. Giovanni cũng là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho tới lúc này. Anh đã có 7 tình huống kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Và rõ ràng ngày hôm nay sự trở lại của Giovanni là cần thiết cho câu lạc bộ Công an Hà Nội để họ có thể chơi khởi sắc hơn. Không được. Trong các trận đấu diễn ra sớm hơn trận đấu này thì câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang dẫn trước BKMX Bình Dương với tỷ số 2-1. Và đây sẽ là một tỷ số mà chắc chắn rồi câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ cảm thấy vui. Giành chiến thắng trong trận đấu này thì câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể vượt qua được BKMX Bình Dương nếu như BKMX Bình Dương để thua trên sân Thanh Hóa. Đúng là như vậy, đó là lợi thế của Công an Hà Nội khi mà họ đang muốn bám đuổi đối với Thép Xanh Nam Định. Việc để thua trong trận đấu trước đã khiến cho nhà đương kim vô địch lỡ mất cơ hội có thể rút ngắn được cách biệt với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Giovanni xoay trở rất tốt, khá tốt. Hồ Văn Cường, cơ hội tiếp theo, sút bóng không được. Đội khách đang phải gồng mình chống đỡ những pha tấn công của đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội. Pha xử lý rất tốt là của Đình Khả, lên bóng dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Hãy cùng chờ xem là họ đã chuẩn bị như thế nào với những phương án phản công. Không dễ một chút nào cả dành cho Thành Nhân với đường chuyền vừa rồi là của Văn Hiệp. Các cầu thủ Khánh Hòa đã có những phương án lên bóng thật sự tốt, nhưng chất lượng đường chuyền cuối cùng như tôi đã nói từ trước rồi, nó chưa đảm bảo để cho họ có phương án tấn công tốt nhất và những tình huống dứt điểm tốt nhất. Chúng ta vừa được xem lại pha xử lý của Giovanni. Hồ Văn Cường đã có thể chuyền bóng vào phía trong cho Junior Fianho. Giovanni đang chơi nổi bật. Sự xuất hiện của Giovanni cũng sẽ giúp cho hàng tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội được chia lửa, và cả Quang Hải nữa. Khả năng tấn công của Quang Hải và Giovanni cũng sẽ là những nguồn cơn để giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể tìm kiếm những bàn thắng tiếp theo. Chính Quang Hải là người đã có một tình huống tiền kiến tạo rất ấn tượng. Giovanni thì cũng đã mang tới cơ hội dành cho Jefferson Elias. Bùi Hoàng Việt Anh. Như thường lệ thì Bùi Hoàng Việt Anh có xu hướng dâng cao khi anh đá vị trí trung vệ lệch phải. Nỗ lực đi bóng không thành công của Văn Luân. Bóng được triển khai nhanh lên phía trên. Giovanni. Có Giovanni thì Lê Phạm Thành Long cũng như là Văn Luân sẽ có thời gian để dành sự tập trung cho việc hỗ trợ phòng ngự. Hồ Văn Cường và tạt vào trong. Junior Fiano không vào. Ở trong hiệp 1 cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ Công an Hà Nội họ luôn tấn công tốt bên phía hành lang cánh phải khi mà Hồ Văn Cường lên tham gia tấn công và tạt bóng rất nhiều. Đây là tình huống tạt bóng chính xác để Junior đánh đầu nhưng bóng đi đã chạch cột dọc. Với việc Hồ Văn Cường dâng cao phía hành lang cánh phải thì Junior Fiano giờ đang xuất hiện ở phía cánh đối diện nhiều hơn. Không được. Pha lên bóng không thành công của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Trọng tài đã thổi phạt minh lợi.
đã tiếp tục mưa. Với việc sân hàng đẫy có khả năng thoát nước tốt thì hai đội chưa phải rơi vào những tình huống phải thi đấu trên những vũng nước. Bùi Hoàng Việt Anh rất cố gắng pha lấy bóng tốt của các cầu thủ bên phía đội khách. Rất khó hiểu cái chuyền không tốt của Thành Nhân. Việc V-League đang phải trải qua một quãng thi đấu dày đặc trong tháng 5 này khiến cho thể lực của các cầu thủ bị bào mòn. Và đó sẽ là lúc mà những bất lợi sẽ đến với những đội bóng không có được chiều sâu đội hình như câu lạc bộ Khánh Hòa. Chúng ta có thể thấy trong tình huống vừa rồi, Thành Nhân sau khi chuyền bóng cũng không thể di chuyển nhanh về phía sau được. Mở bóng tốt, lại là Hồ Văn Cường, tiếp tục là một quả tạt không được. Bóng hai có Kêu Văn Hề. Văn Luân, Quang Hải chưa thể dứt điểm. Kêu Văn Hề. Quá đông các cầu thủ Khánh Hòa đang phòng ngự trong khu vực 16m50. Và chúng ta có thể thấy cánh phải luôn là cánh tấn công chủ yếu của các cầu thủ Công an Hà Nội. Những quả tạt của Hồ Văn Cường vào phía trong cực kỳ khó chịu. Hồ Văn Cường đang có một màn trình diễn khá ổn trong ngày mà anh được lựa chọn để thay thế cho Vũ Văn Thành. Đúng là như vậy. Có lẽ Hồ Văn Cường đang muốn chứng tỏ mình một cầu thủ có khả năng dâng lên tạt bóng khá ổn bên phía Công an Hà Nội. Tiếp tục là Bùi Hoàng Việt Anh. Hồ Văn Cường không thể qua được Minh Lợi. Các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa không thể tổ chức tình huống phạt công. Quang Hải sút bóng. Không ơi! Thật đáng tiếc cho đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội sau tình huống phối hợp với Jefferson Elias. Jefferson Elias đón đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh, làm tường để cho Quang Hải xâm nhập vào vòng cấm của câu lạc bộ Khánh Hòa. Cú dứt điểm của Quang Hải cũng cho thấy được sự tinh quái của người đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng bóng đã đi không hướng vào khung thành của câu lạc bộ Khánh Hòa. Pha làm tường rất hay và Quang Hải cũng đã hiểu ý đồng đội để băng vào nhận đường chuyền. Tình huống nhằm vào góc của Quang Hải nhưng bóng đã đi chạy khung thành. Với việc các cầu thủ Khánh Hòa đẩy cao đội hình, Công an Hà Nội sẽ dễ đá hơn rất nhiều, họ sẽ có nhiều khoảng trống. Giovanni. Một phần nữa là câu lạc bộ Khánh Hòa cho dù có được những nỗ lực phòng ngự thành công nhưng điều quan trọng là họ cũng không thể tổ chức những tình huống lên bóng và dễ dàng để cho đội chủ nhà đoạt lại bóng ở gần với khu vực giữa sân. Đó là những đường chuyền cuối cùng và chất lượng đường chuyền của các thủ Khánh Hòa không thực sự tốt để giúp cho họ có những phương án tấn công tốt và dứt điểm. Giovane. Với việc ghi bàn thắng dẫn trước thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ Công an Hà Nội đang có một tâm lý thoải mái hơn rất nhiều và họ đang cảm thấy dễ đá hơn. Những pha phối hợp luân chuyển bóng sang hai biên nó nhịp nhàng. Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục dồn trọng tâm tấn công về phía anh là cánh phải. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Văn Luân đã phạm lỗi. Vừa rồi là tình huống lên tham gia trồng biên của tiền vệ Văn Luân. Nhưng tình huống quay com 3 của anh đã không thành công. Cùng giờ với trận đấu này thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Quảng Nam. Đây cũng là trận đấu được diễn ra, được bắt đầu vào lúc 19h15. Vào ngày mai thì V-League 1 2023-2024 còn 4 trận đấu. Trên sân nhà thì LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón đội bóng dẫn đầu bảng, đó là Thép Xanh Nam Định. Như vậy là trên sân vận động Thanh Hóa, BKMX Bình Dương đã gỡ hòa 2 đều.
trọng tài thổi phạt Jefferson Elias. Trở lại với câu chuyện về những trận đấu sẽ có trong ngày mai. Ngoài trận đấu giữa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai được bắt đầu vào lúc 17 giờ, họ tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Thì cũng vào lúc 17 giờ trên sân nhà, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mà đội chủ sân Vinh có một số biến động ở thượng tầng. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Hà Nội FC. Và trận đấu muộn nhất vòng đấu này, Thiện Công Viettel sẽ tiếp đón Maryland Quy Nhơn Bình Định. Cơ hội rất dễ dàng. Tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và lại là Phi An Hồ dành tặng bàn thắng cho Jefferson Elias. Và chúng ta có thể thấy lại một tình huống mà đội hình của Khánh Hòa dâng cao và các cầu thủ Công an Hà Nội giành lại bóng và họ tổ chức tấn công nhanh. Và là có một cú đúp dành cho Jefferson Elias. Trận đấu đang trở nên dễ dàng hơn. Và hãy nhìn xem, đó lại là Quang Hải. Khi mà Jefferson Elias không thể đón được bóng, cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa cũng để cho bóng trôi qua. Đó là trung vệ Trọng Hiếu và Junior Fiano đã băng lên rất nhanh, đủ sức dướn để gạt bóng sang cho Jefferson Elias, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Rất đồng đội và hiệu quả. 2-0 rồi. Bây giờ là càng khó khăn cho đội khách rồi, cách biệt là 2 bàn. Leo Gia tiếp tục rơi vào vị trí việt vị. Với bàn thắng vừa rồi thì Jefferson Elias đã có được 6 pha lập công ở mùa giải 2023-2024. Anh chỉ còn kém 1 bàn so với người đang ghi bàn tốt nhất cho nhà đương kim vô địch, đó là đội trưởng Quang Hải. Bùi Hoàng Việt Anh. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có được lợi thế dẫn trước 2-0. Hai bàn thắng của họ đều trùng một kịch bản. Quang Hải đã mang lại những tình huống mở bóng để cho đồng đội thoát xuống chống trải. Đó là Junior Fianho. Và những bước tiếp theo là những tình huống mà Junior Fianho đã dọn cỗ để cho Jefferson Elias ghi bàn. Ngày hôm nay Giáp Tuấn Dương đá bên phía anh lang cánh trái nhưng ít tấn công hơn so với Hồ Văn Cường. Pha thoát xuống rất nhanh của Liaza. Vẫn là Liaza. Không được rồi. Pha lùi về ấn tượng là của Bùi Tiến Dụng. Còn trước đó thì Liaza đã cho thấy được sức dướn và khả năng bứt tốc của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Liaza đã phá được bẫy việt vị được giăng ra bởi Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dụng. Anh đã vượt qua được cả Nguyễn Philip cũng như là Bùi Hoàng Việt Anh với một quả tâng bóng. Nhưng câu chuyện cuối cùng vẫn là một tình huống mà Bùi Tiến Dụng đã phán đoán và khiến cho Liaza không thể tiếp cận được với trái bóng. Trong tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy thủ môn Philip Nguyễn cũng mắc sai lầm khi định đi bóng qua người Liaza. Không việt vị. Đình Kha. Không được. Đúng là những chất lượng con người, sức tấn công của câu lạc bộ Khánh Hòa nó chưa đem lại những sáng tạo mới. Họ chỉ mạnh những tình huống lên bóng mà thôi. Và phối hợp theo bài của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Hồ Văn Cường có đủ sự thông minh để hiểu được rằng Văn Tùng và Đình Kha muốn đập nhả với nhau. Đây là Trọng Bình. Phía sau Trọng Bình đó là những người cùng lứa, đó là Tấn Tài và Tấn Điền. Đó đều là bộ ba những người con xuất sắc trong lịch sử của bóng đá Khánh Hòa. Và giờ thì họ đang cùng chung tay muốn vực dậy đội bóng. Phán đoán tốt để cướp được bóng. Khá hay. Không thể phối hợp thành công. Những pha bóng mang tính quyết định của câu lạc bộ Khánh Hòa chưa có được sự chính xác. Liaza mở bóng sang trái dành cho Minh Lợi. Quả tạt vào đưa bóng đi thẳng ra sau cầu môn của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đó là những sự cố gắng của các cầu thủ Khánh Hòa nhưng nó thiếu đi sự may mắn và thiếu đi sự chính xác mà thôi.
để đảm bảo cho những tình huống phản công và tổ chức tấn công nhanh. Họ đã làm tốt ở phía dưới rồi, nhưng sang phần sân và gần cầu môn của Công an Hà Nội thì những pha phối hợp nó chưa đem lại những kết quả một cách tốt nhất để cho họ có thể có bàn thắng, kể cả những pha xử lý của Lê A Gia. Đối với đội chủ nhà, họ chỉ gặp khó trong những đội bóng phòng ngự chặt phản công nhanh. Nhưng nếu như những đối thủ mà đẩy cao đội hình thì Công Hà Nội họ sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Họ có những cầu thủ có thể chuyền bóng trực diện một cách tốt nhất và có những cầu thủ có thể chơi phản công và tấn công nhanh, đó là Junio hay là Jefferson và cả Hồ Văn Cường đang thể hiện rõ điều này. Hồ Văn Cường đang có một hiệp một thi đấu xuất sắc, công thủ toàn diện. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Đứng trước bóng đó là Quang Hải. Cơn mưa lớn đã quay trở lại. Trong trận thủy chiến này thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn trước 2-0 rồi, với cú đúp bàn thắng của Jefferson Elias. Quang Hải, Kiều Văn Hề, Quang Hải luôn như vậy. Một trong những điều mà Quang Hải khác biệt với phần còn lại của bóng đá Việt Nam đó là những tình huống đỡ bước một. Quang Hải luôn mang lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm giác an tâm với khả năng đỡ bước một của anh. Trời mưa sân trơn nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng những đường truyền và chất lượng những tình huống đỡ bóng. Khi ghi được hai bàn thắng thì các cầu thủ Công an Hà Nội là họ đang chủ động lùi về sân nhà để tổ chức phòng ngự. Đó cũng là hợp lý thôi. Chúng ta cũng đang bước vào quãng 10 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên. Ngọc Cường. Và xử lý là của Xe Xây. Xém chút nữa thì Cường Văn Đề cắt được bóng. Minh Lợi. Khánh Hòa ở thế không còn gì để mất, cũng đang tự tin tổ chức tấn công. Không kịp rồi. Và đưa bóng dọc biên xuống của Minh Lợi là không dễ một chút nào cả dành cho Văn Tùng. Vẫn là những đường chuyền nó thiếu chính xác. Chúng ta có thể thấy Khánh Hòa lên bóng khá hay ở sân nhà rồi, nhưng phần sang phần sân của đối phương thì chúng ta thấy là những đường chuyền nó không có chất lượng cao. Tiếp tục là lên bóng dành cho đội khách. Đưa bóng vào. Văn Hiệp là người đã tạt bóng, còn Văn Tùng cố gắng bật lên nhưng không thể chạm được vào bóng. Cơn mưa cũng có thể sẽ khiến cho tầm nhìn của Nguyễn Philip cũng như là Ngọc Cường, hai thủ môn ở trận đấu này, bị ảnh hưởng. Junior Fianho, Quang Hải. Đây là pha bóng mà Lê Phạm Thành Long đã không thực sự sẵn sàng. Các cầu thủ trên hàng công của câu lạc bộ Khánh Hòa cũng đã luân chuyển rất nhiều để tìm ra và tạo ra những khoảng trống. Nó cũng khá ổn rồi, nhưng để mà gắn kết với nhau và kết nối với nhau thì họ vẫn chưa làm được. Chia sẻ. Nhật Tân chuyển hướng tấn công rất chính xác.
Tình huống trồng biên, Lê Aza. Văn Hiệp, quá hay, dứt điểm. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Khánh Hòa. Nỗ lực của Thành Vị đã không được tưởng thưởng thành bàn thắng. Nhưng thêm một lần nữa thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng trước nguy cơ. Vẫn còn những thời điểm mà đội chủ nhà để cho câu lạc bộ Khánh Hòa có thể tìm ra được những phương án dứt điểm. Pha xâm nhập rất hay là của Thành Vị. Những cú dứt điểm của anh đã đập vào người một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Câu lạc bộ Khánh Hòa cần phải có những tình huống phối hợp chính xác như vậy. May ra mới làm khó được hệ thống phòng thủ của Công an Hà Nội. Cơn mưa đang ngày một lớn hơn. Trận thủy chiến bây giờ sẽ còn phải đương đầu với nhiều hơn nữa những khó khăn về mặt thời tiết rồi cả điều kiện chơi bóng. Các cầu thủ cũng sẽ phải tính toán về việc đặt lực vào trái bóng một cách mạnh hơn, cho dù là những tình huống đơn giản nhất. Không được. Xe xây đã tạo ra đủ áp lực để khiến cho Quang Hải không thể khống chế được trái bóng. Lên bóng dành cho đội chủ nhà, pha qua người rất hay của Quang Hải. 4-2, cơ hội là đây. Kéo vào đây. Rất dễ dàng. Cú hat-trick của Jefferson Elias. 3 bàn thắng. Jefferson Elias có được một cú hat-trick thì Quang Hải để lại dấu ấn với 3 tình huống tiền kiến tạo. Đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã làm bóng rất tốt ở khu vực giữa sân. Anh vượt qua được Thành Vị. Sau đó là một tình huống đưa bóng cho Giovane. Giovane có các kiến tạo thứ 8 kể từ đầu mùa, mang lại cơ hội ghi bàn và không thể dễ dàng hơn nữa đã dành cho Jefferson Elias. Một bữa tiệc thịnh soạn được các đồng đội mang tới cho Jefferson Elias trong một buổi tối mưa tại sân vận động Hàng Đẫy. Đúng là mỗi khi đối thủ đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công thì Công an Hà Nội họ sẽ đá bóng một cách chỉn chu và tấn công sắc bén hơn rất nhiều. Một cơn mưa buồn với thủ thành Võ Ngọc Cường cho tới lúc này. Và Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ phải nhận một cơn mưa bàn thắng đến từ câu lạc bộ Công an Hà Nội trong một ngày mà họ muốn giành một chiến thắng thật đậm đà để dành cho các cổ động viên đến sân bất chấp điều kiện khó khăn của thời tiết, và cùng với đó là lấy lại được cảm hứng chiến thắng. Đặc biệt là 3 bàn bây giờ lại khó khăn hơn cho Khánh Hòa rồi. Rất tiếc cho Khánh Hòa là lối chơi của họ đã bị phá sản khá nhanh. Phải nói rằng các cầu thủ Khánh Hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp 1 sau khi bị thủng lưới, họ cũng đã thi đấu cực kỳ cố gắng. Khuôn mặt buồn bã của huấn luyện viên Trọng Bình. Một hình ảnh đặc tả rất đẹp. Nhưng ẩn sau nó là một điều không mấy dễ chịu với các cổ động viên của Khánh Hòa. Họ đứng trước nguy cơ phải nhận thêm một trận thua. Cho dù bây giờ mới chỉ là những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên thôi. Cách biệt đã là 3 bàn rồi. Xe xây để mất bóng. Đó không phải là tinh thần thi đấu của một đội bóng đang đứng cuối bảng như cách xử lý vừa rồi của xe xây. Giovane chuyền bóng rất thông minh cho Hồ Văn Cường. Giovane pha hãm gầm như phút sàn. Hồ Văn Cường đệm bóng. Không được.
chưa thể có được 4 bàn thắng cho Jefferson Elias. Hồ Văn Cường đã rất cố gắng để mang lại cơ hội cho Jefferson Elias hoàn thiện được cú pentakill của mình. Jefferson Elias đang rất cố gắng để hướng tới cú poker. Đúng là các cầu thủ Công an Hà Nội khi có bàn thắng dẫn trước, tâm lý của họ đã thoải mái hơn và có những phương án tấn công cực kỳ sắc. Mỗi khi câu lạc bộ Khánh Hòa đẩy cao đội hình và ngay lập tức họ có đòn phản công nhanh và tấn công nhanh. Jefferson Junior Fianho xử lý tốt để kiếm về quả ném biên cho đội chủ nhà. Pha lên bóng của các cầu thủ Khánh Hòa. Khá hay, đó là Liaza. Vẫn là Liaza. Một mình nỗ lực của Liaza là quá đơn độc. Anh cũng cho rằng mình đã bị keo áo. Tiền đạo người Haiti có được 3 bàn kể từ đầu mùa, 2 trong số đó là vào lưới của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và Leaza đang thi đấu đơn độc trên hàng công. Sự kết nối của anh đối với Văn Tùng, Đình Kha và Văn Hiệp nó chưa thật sự chính xác một cách tốt nhất. Vẫn là những phương án đẩy cao đội hình nhưng chưa đem lại sự hiệu quả. Các cầu thủ Khánh Hòa vẫn để cho các cầu thủ Công an Hà Nội thoát pressing một cách tốt nhất. Quang Hải, Văn Cường, Elias. Phải thật cẩn thận, chúng ta có thể thấy là bắt đầu có dấu hiệu bị đọng nước trên mặt sân rồi. Các cầu thủ cần phải truyền với một lực mạnh hơn hoặc là những tình huống bấm bóng. Hiệp 1 sẽ chỉ có 1 phút bù giờ. Trọng tài đã thổi phạt Quang Hải. Quang Hải đã để lại dấu ấn ở trận đấu này với khả năng làm bóng của mình. Anh có tới 3 tiền kiến tạo. Vai trò của Quang Hải ngày một lớn hơn với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Rất cố gắng để đi bóng. Liaza, Bùi Hoàng Việt Anh theo sát, đưa bóng vào. Không có đồng đội nào của Liaza ở phía trong cả. Những giây cuối của hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội cần một quãng nghỉ. Và như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn trước với tỷ số 3-0. Nhờ một cú hat-trick của Jefferson Elias, Quang Hải đã để lại dấu ấn với những tình huống làm bóng ấn tượng. Và lợi thế lớn đang thuộc về phía đội chủ nhà. Chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu câu lạc bộ Khánh Hòa có thể tạo ra được một phép màu hay không. Một quãng nghỉ cần thiết được dành cho cả hai đội bởi cơn mưa đang là rất lớn trên sân vận động Hàng Đẫy. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Hàng Đẫy để tiếp tục dõi theo những diễn biến sẽ có trong hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 18 của V-League 1 2023-2024. Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Khánh Hòa. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn trước với tỷ số 3-0. Và bây giờ ở thế không còn gì để mất thì chúng ta đã thấy huấn luyện viên Trần Trọng Bình có 2 sự thay đổi người khi ông tung cả Duy Thanh cũng như là Douglas Coutinho vào sân nhằm gia cố cho khả năng tấn công của đội khách. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn.
Mưa lớn đã khiến cho mặt sân bị đọng nước. Chúng ta có thể thấy là cầu thủ của cả hai đội đang gặp khá nhiều khó khăn với những tình huống xử lý và đặc biệt là chuyền bóng ở quãng ngắn của mình. Lối chơi của câu lạc bộ Khánh Hòa ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là phòng ngự phản công, nhưng nó đã bị phá sản sau khi họ dâng cao đội hình. Thì lúc đó Công an Hà Nội mới thi đấu một cách dễ dàng hơn và những đường chuyền hay những pha phối hợp của họ đã tinh tế hơn rất nhiều. Ở trong hiệp 1 thì cánh phải luôn là cánh tấn công chủ yếu của các cầu thủ Công an Hà Nội khi mà Hồ Văn Cường rất tích cực lên tham gia tấn công. Như vậy những cầu thủ đã rời sân bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa đó là số 20 Trần Văn Tùng và số 52 Huỳnh Nhật Tân. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Trọng Bình chắc chắn rồi là để hướng đến một lối chơi tấn công được cải thiện cho câu lạc bộ Khánh Hòa trong hiệp 2. Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng trong hiệp đấu đầu tiên, câu lạc bộ Khánh Hòa cũng đã rất nỗ lực, cũng đã có được những cơ hội của Liaza. Nhưng trong những tình huống mang tính quyết định thì các chân sút bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa không thể có được những cú dứt điểm trúng đích, hoặc là có những đường chuyền mang tính quyết định thì lại thiếu chính xác. Cũng phải nói ngày hôm nay Công an Hà Nội họ đã có những tình huống phản đòn rất hay và những pha bóng phối hợp của Quang Hải, Junio và Giovane, và đã tạo điều kiện cho Jefferson Elias có một cú hat-trick ở trong hiệp 1. Các cầu thủ đội chủ nhà đang đẩy cao hình để pressing. Trời mưa to đã có những vũng nước đọng trên mặt sân. Và được chuyển vừa rồi đã ngăn cản trái bóng của Junio khi mà mặt sân hàng đấy đã có những vũng nước nhỏ. Nếu như không có vũng nước nhỏ ngăn chặn pha chuyển bóng của Junio cho Jefferson Elias, có lẽ các cầu thủ Công an Hà Nội đã có một tình huống nguy hiểm. Hôm nay Julio đã có một đường kiến tạo cho Jefferson Elias lập công, và cả Giovane nữa. Rất khó khi mặt sân ướt để các cầu thủ Khánh Hòa có thể phối hợp nhỏ với nhau trong tình huống vừa rồi. Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và BKM Bình Dương đã kết thúc và đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng 3-2 trước BKM Bình Dương. Đó là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên sân vận động Thanh Hóa và giúp cho Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng trước BKM Bình Dương. Và đây là cơ hội để cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt lên trước BKM Bình Dương để trở lại với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Và bây giờ thì họ đang nắm một lợi thế rất lớn trong trận đấu này với câu lạc bộ Khánh Hòa. Và xử lý cẩn thận đến từ Bùi Hoàng Việt Anh. Chúng ta cũng có thể thấy là với việc nước bị đọng trên mặt sân thì cầu thủ của cả hai đội đang phải sử dụng khá nhiều những tình huống bấm bóng. Junior Fiano, Quang Hải khá tốt, bóng được mở lên dành cho Hồ Văn Cường, người đã hoạt động rất tích cực ở hiệp 1. Vẫn là Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường đã không thể vượt qua được Liaza. Với việc Douglas Coutinho xuất hiện thì Liaza đã chuyển sang thi đấu ở hành lang cánh, và để cho Douglas Coutinho, cầu thủ đang được mượn từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, đá cao nhất trên hàng công của đội khách. Ngày mai Hồ Văn Cường thi đấu thay cho Văn Thành, và anh đang tích cực thi đấu một cách tốt nhất bên phía hành lang cánh phải, đang chơi cực kỳ sông sáo. Quả đá phạt góc của đội chủ nhà, người đã bật rất cao trong tình huống vừa rồi là Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là cơ hội để Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục có những bàn thắng cho mình. Đánh đầu, không vào. Cú đánh đầu của Junior Fiano, người đã có được cú đúp kiến tạo trong hiệp đấu đầu tiên. Với việc đang dẫn khá sâu thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội có được một tinh thần rất hưng phấn, và họ sẽ hứa hẹn còn tấn công mạnh mẽ hơn
để tìm kiếm thêm những bàn thắng. Rất nhiều những chỉ số thống kê đầu ra bàn thắng cũng như là kiến tạo đang được các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội cải thiện. Junior Fianho có thêm một cú đúp về mặt kiến tạo. Giovane cũng vậy, anh có thêm một tình huống mở ra cơ hội để cho Jefferson Elias ghi bàn thắng thứ ba. Còn Jefferson Elias giờ đã có được 7 bàn kể từ đầu mùa, bằng với số bàn thắng của Quang Hải. Chắc chắn là tâm lý của các cầu thủ Công an Hà Nội sẽ thoải mái hơn khi cách biệt bây giờ là 3 bàn. Mặt sân ở trong hiệp 2 này nó nhiều nước hơn so với hiệp 1. Một tình huống chuyền bóng rất tốt của Giovane nhưng có kịp không? Nó quá mạnh so với đà di chuyển của Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường vẫn cho thấy sự xông xáo của mình bên phía hàng cánh phải của các cầu thủ Công an Hà Nội. Bắt đầu hiệp 2 cho đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Khánh Hòa vẫn chưa tạo ra một tình huống tấn công nào hay dứt điểm nào về phía khung thành của Công an Hà Nội. Thành Nhân rất cố gắng đưa bóng vào trong. Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi tốt kể từ đầu trận với một tình huống cản phá và cứu thua cho đội chủ nhà. Xem chút nữa thì Ngọc Cường đã có một tình huống đẻ trứng vàng. Rõ ràng là cơn mưa đang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyền môn của trận đấu. Một tình huống mà bắt trứng vàng trượt của Ngọc Cường. Đúng là trời mưa to đã ảnh hưởng rất nhiều đến hiệp 2. Những đường chuyền và bóng đã không thể đi được khi mà mặt sân hàng đấy đã có những vũng nước. Chắc chắn là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa muốn dừng lại. Họ muốn có thêm những bàn thắng để tri ân các cổ động viên, đặc biệt là hội cổ động viên của câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đội mưa và không quản ngại khó khăn để có thể cổ vũ tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần. Thành Nhân pha đẩy bóng quá dài và sau đó thì anh đã phạm lỗi. Pha xử lý khôn ngoan đến từ Lê Phạm Thành Long, can thiệp vừa đủ, tránh một tình huống va chạm mạnh và kiếm về quả đá phạt cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đúng là trong hiệp 2 mới là thủy chiến thật sự. Hồ Văn Cường phải thật cẩn thận, trời mưa sân trơn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chuyền bóng. Và xử lý tốt của Giáp Tuấn Dương. Phải, ngay cả những tình huống đẩy bóng cơ bản, các cầu thủ cũng phải có những sự cẩn thận và tính toán. Giovane, trận đấu được tiếp tục. Có sự tiếp ứng kịp thời của Hồ Văn Cường cho Quang Hải. Và ta vào, không phải đó là tình huống đưa bóng ở tầm thấp. Quang Hải, cả Giovane và Quang Hải, những cầu thủ có chất lượng kỹ thuật tốt nhất bên phía đội chủ nhà, đều không dễ dàng khống chế được trái bóng. Đường chuyền về bằng đầu vừa đủ của Minh Lợi. Mặt sân ướt đã ảnh hưởng đến pha khống chế của Giovane trong pha bóng vừa rồi. Coutinho. Chắc chắn là huấn luyện viên Kiatisak cũng phải sẽ có những tính toán về mặt nhân sự cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau trận đấu này thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ khẩn trương di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khi họ có một chuyến du đấu và đối đầu với những đội bóng như là thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu ở vòng đấu thứ 20 và đặc biệt là ở trận đấu ở vòng đấu thứ 19 họ sẽ làm khách trước đội bóng BKMX Bình Dương. Đó hoàn toàn có thể là một trận đấu quyết định đến giai đoạn cuối này trong cuộc đua hướng đến chức vô địch của nhà đương kim vô địch giải đấu cùng với Thép Xanh Nam Định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ngay từ lúc này câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có những sự tính toán về mặt di chuyển cũng như là hồi phục để chuẩn bị cho một chuyến du đấu sắp tới. Tình huống nỗ lực đưa bóng vào là của Kiều Văn Đề. Chiều mai thì câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu này thì câu lạc bộ Khánh Hòa và ngày mai cũng di chuyển xuống Nghệ An và họ cũng có một trận đấu mang tính sống còn với đội bóng đang đứng ở vị trí áp chót, đó là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà không được. Chất lượng trong những đường chuyền của cầu thủ cả hai đội đã giảm sút so với hiệp 1. Bởi cơn mưa lớn vẫn chưa buông tha sân vận động Hàng Đẫy. Đường chuyền nhanh. Liaza. Anh đã xuất hiện ở phía hành lang cánh trái, treo bóng vào. Cơ hội để dứt điểm, không được. Lại có một tình huống can thiệp đến từ Bùi Tiến Dũng. Lê Phạm Thành Long có một pha xử lý kỹ thuật. Bóng đã được Bùi Hoàng Việt Anh phá lên và nó trở thành một đường mở bóng. Tốc độ của Jefferson Elias với CC. Không có tiếng còi nào vang lên từ trọng tài Viết Xuân cả. Chúng ta cũng có thể thấy sức mạnh của CC đã chiến thắng đối với Jefferson Elias. Trước đó là một tình huống chuyền bóng dài lên phía trên rất tốt của Bùi Hoàng Việt Anh. Sải chân dài hơn và sức mạnh tốt hơn. CC đã chiến thắng trước Jefferson Elias. Trước đó là pha phạm lỗi của Leaza đối với Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ có lẽ mặt sân ướt, cả hai đội sẽ sử dụng bóng dài nhiều hơn là những đường chuyền trung bình. Không có quá nhiều những phương án tấn công dành cho các cầu thủ Khánh Hòa ở trong hiệp 2. Giovane. Junior Fianho. Cú gạt đã bị vũng nước cản lại. Quang Hải. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Lại là Junior Fianho. Quả bấm bóng vào trong. Giáp Tuấn Dương. Douglas Coutinho. Bóng đến chân các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa, vẫn là Douglas Coutinho. Mở bóng thế là khó mất rồi. Hồ Văn Cường chọn cho mình một phương án an toàn là pha bóng giả. Trong tình huống vừa rồi thì Hồ Văn Cường cũng đã bắt bài để bắt được chuyền của Coutinho dành cho Leaza. Phút thứ 60 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ Công an Hà Nội. Tạt bóng vào. Đó là pha đánh đầu nhưng không thành công. Tình huống đánh đầu vừa rồi là của Văn Hiệp. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp hai sắp sửa trôi qua. Chưa câu lạc bộ nào có thêm bàn thắng cả. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Douglas. Đinh Kha. Đồng đội đang chờ tình huống mở bóng. Văn Tùng. Chưa thể tạt được bóng vào trong. Rất cố gắng để phối hợp. Tình huống đưa bóng vào đã bị truy cản bởi Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ là Quang Hải. Đưa bóng lên dành cho Kiều Văn Hề.
Hãy cùng chờ cái chân trái của Giovanni xử lý như thế nào, phối hợp tiếp với Quang Hải. Sút bóng không được. Hai kèo trái lợi hại bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa phối hợp với nhau và uy hiếp được khung thành của thủ thành Ngọc Cường. Và họ cũng rất khẩn trương đứng lên và lùi về phần sân nhà. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà Giovanni đã gẩy bóng xuống hợp lý cho cái chân trái của Quang Hải. Những cú đá ở góc hẹp của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bị truy cản. Hồ Văn Cường. Chúng ta có thấy trận đấu đang diễn ra dưới trời mưa và nó khá hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều chơi tấn công. Không có tình huống phạm lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Cơn mưa vẫn nặng hạt ở sân hàng đẫy và chúng ta có thể thấy quá khó cho việc hai đội bóng có thể có những tình huống phối hợp ở cự ly trung bình. Bóng được mở lên dành cho Jefferson Elias. Vẫn là Jefferson phối hợp với Giovanni. Quang Hải đã phải nhận đường truyền có phần sửa lưng và bằng chân không thuận của anh. Lên bóng nhanh dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Bùi Hoàng Việt Anh. Vẫn là Bùi Hoàng Việt Anh. Pha phối hợp vừa rồi là không thành công giữa Giáp Tuấn Dương và Bùi Tiến Dụng chứ không phải là Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy là Công Hậu được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội để thay thế cho Đình Kha. Đình Kha cũng đã rất nỗ lực. Và mở bóng khá tốt. Sút bóng. Nỗ lực dứt điểm đến từ Minh Lợi. Có lẽ đó là pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Khánh Hòa trong hiệp 2. Một pha dứt điểm ở đầu vòng 16m50 nhưng nó quá nhẹ, không thể đánh bại được thủ môn Philip Nguyễn. Thêm một đường chuyền dài nữa lên phía trên dành cho máy chạy Jefferson Elias. Duy Thành, Văn Hiệp, Lê Gia, bóng không đến được vị trí của Coutinho. Giovane phản công dành cho các cầu thủ Công an Hà Nội. Giovane cho lợi thế. Quyết định đi bóng nhưng sau đó Jefferson Elias đã phạm lỗi. Jefferson Elias đã được hưởng lợi rất nhiều trong hiệp đấu đầu tiên khi mà các đồng đội đều đã mang tới cho anh những cơ hội ngon ăn. Và cả 3 lần thì Jefferson Elias đều làm tốt. Anh chỉ gặp đôi chút khó khăn trong pha làm bàn đầu tiên mà thôi. Hai bàn thắng sau thì là rất dễ dàng. Và pha bóng dài lên phía trên của Hồ Văn Cường. Đúng là rất khó cho các cầu thủ phối hợp với nhau khi trời mưa mỗi lúc một to.
Quả ném biên được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Nguyễn Philip chưa phải làm việc quá nhiều kể từ đầu trận, ngoại trừ một tình huống mà anh băng lên để cố gắng ngăn cản nỗ lực của Lee Aza. Quang Hải bị phạm lỗi rồi. Thành Vị đã phạm lỗi với Quang Hải. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Thành Vị cũng đã có một cơ hội nhưng anh không thể tận dụng được. Quang Hải, Jefferson Elias. Quang Hải điều bóng tốt, Junior Fiano không được. Cầu thủ áo màu đỏ đã có một sự can thiệp khiến cho Kiều Văn Nê không thể nhận bóng. Trước đó thì Quang Hải một lần nữa đã có một tình huống mở bóng tốt ở rìa vòng cấm của câu lạc bộ Khánh Hòa cho Junior Fiano. Jefferson Elias, Douglas Coutinho đá ngay nhưng cũng không thể đến được với khung thành của Nguyễn Philip. Douglas Coutinho quan sát thấy Nguyễn Philip dâng cao và chủ định tung ra một cú lốp bóng. Nguyễn Philip cũng rất cẩn thận khi cố gắng làm giảm đi lượng nước bám vào găng của anh. Douglas Coutinho, góc hẹp. Bùi Tiến Dũng tiếp tục chơi hay. Tiến Dũng đang thể hiện được sự ấn tượng. Đúng là trong ngày thi đấu hôm nay, hai trung vệ bên phía Công an Hà Nội cũng đã thi đấu xuất sắc. Bùi Tiến Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh đều ngăn chặn những tiền đạo ngoại binh bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Chúng ta có thể thấy là cơn mưa lớn như thế nào. Nó đã kéo dài cỡ chừng khoảng 2 tiếng rồi. Ngày mai thì câu lạc bộ Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng trên sân vận động Hàng Đẫy. Đó cũng sẽ là một thử thách cho cả hai đội bóng trong trận đấu muộn nhất ở vòng đấu thứ 18. Và đi bóng không thành công của Junior Fiano. Một pha đi bóng không thực sự sáng sủa của Junior Fiano. Hai cầu thủ của câu lạc bộ Khánh Hòa cũng đã bọc lót tốt cho nhau trong pha bóng vừa rồi. Minh Lợi. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Khánh Hòa. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt đối với cầu thủ Khánh Hòa. Cơ hội chuẩn bị được trao cho Phan Văn Đức và Bùi Ngọc Long bên phía đội chủ nhà. Phan Văn Đức cũng đã trở lại sau chấn thương và cũng đã có được một pha lập công ở mùa giải năm nay. Nhưng để có thể trở lại với trạng thái tốt nhất thì Phan Văn Đức cần thêm thời gian để thi đấu. Và bây giờ thì huấn luyện viên Kiatisak sẽ trao cơ hội cho Phan Văn Đức cũng như là người đồng đội Bùi Ngọc Long. Giovane và mở bóng quá mạnh. Nhiều khả năng thì huấn luyện viên Kiatisak cũng sẽ rút ra khỏi sân những cầu thủ rất quan trọng của ông vào lúc này để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới với những chuyến làm khách tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một chi tiết mà với việc đang dẫn 3-0, huấn luyện viên Kiatisak được phép tính đến. Cơ hội tranh chấp chức vô địch là vẫn còn với Công an Hà Nội. Lên bóng dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Đưa bóng vào. Luôn là như vậy. Khâu cuối là vấn đề với Khánh Hòa vào lúc này.
Nhưng pha lên bóng của Khánh Hòa là khá tốt rồi, nhưng qua tạt bóng vào trong là quá mạnh mà thôi. Công an Hà Nội có hai sự thay đổi người, nhưng mà Phan Văn Đức và Bùi Ngọc Long được tung vào sân. Như vậy là Quang Hải rời sân. Một sự thay đổi người hợp lý đến từ huấn luyện viên Kiatisak. Quang Hải đã liên tiếp có những tình huống tiền kiến tạo trong hiệp 1. Cả 3 tình huống phối hợp mở bóng của Quang Hải đều dẫn đến những bàn thắng cho đội chủ nhà. Người cũng rời sân với Quang Hải đó là Jefferson Elias. Anh chưa thể có được cú poker, nhưng hat-trick 3 bàn thắng là một màn trình diễn đủ ấn tượng mà Jefferson Elias đã mang lại. Ngọc Long sẽ án ngữ ở phía hành lang cánh trái sau khi được tung vào sân. Phan Văn Đức sẽ thi đấu lệch về phía hành lang cánh phải. Giovane sẽ đá ở phía sau của mũi nhọn Junior Fianho. Đó là những chi tiết mà chúng ta có thể định hình được ngay sau khi mà huấn luyện viên Kiatisak có sự thay đổi người. Bùi Ngọc Long cũng là một cầu thủ thi đấu nhanh nhẹn. Trước kia trong bóng đá của thành phố thì chúng ta có thể thấy Bùi Ngọc Long là cầu thủ có khả năng chơi đột biến. Ra Tuấn Dương. Pha khống chế không thực sự tốt của Julio Fianho. Bóng vẫn trong sân. Bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa có sự thay đổi người, cầu thủ số 3 sẽ được tung vào sân đó là Đoàn Công Thành. Người ra sân đó là Văn Hiệp. Bùi Ngọc Long. Giovane. Quá khó trong tình huống vừa rồi sau đường chuyền của Lê Phạm Thành Long dành cho Giovane. Trận đấu còn khoảng 20 phút nữa là kết thúc. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn đang dẫn trước với tỷ số 3-0. Nhờ 3 bàn thắng của Jefferson Elias ở hiệp đấu đầu tiên. Bóng còn ở trong cuộc. Ngọc Long xin bóng ở phía hành lang cánh trái. Junior Fianho. Đó tưởng là ý tưởng hay, nhưng thật ra lại không hiệu quả. Quá đồng đội khi trong pha bóng vừa rồi cần Junior Fianho phải tung ra một pha dứt điểm. Pha điều bóng xuống của Junior Fianho đã nằm trong tính toán của Sensei. Tất cả những gì mà câu lạc bộ Công an Hà Nội có được sau tình huống vừa rồi là một quả đá phạt góc. Treo bóng vào. Mùa giải năm nay thì Junior Fianho cũng đã có được một pha lập công rất đẹp mắt với một tình huống móc bóng. Bóng được truyền xuống cho Ngọc Long. Khá tốt, vẫn là Ngọc Long qua được một người. Bùi Hoàng Việt Anh dứt điểm, không vào. Một pha đỡ bóng xoay compa mềm mại đến từ Bùi Hoàng Việt Anh, người đang đeo chiếc băng đội trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội vào lúc này. Nhưng sau đó thì cú dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh, bóng lại đi quá hiền và không thể thắng được Ngọc Cường. Trước đó là một pha đột phá rất tốt của Bùi Ngọc Long, đó là sở trường của cầu thủ số 17 bên phía Công an Hà Nội. Anh Quang Long thân mến, tin tôi đi, Bùi Hoàng Việt Anh đang rất muốn ghi thêm những bàn thắng. Thật sự đáng tiếc trong tình huống rồi, nếu như đó là bàn thắng thì cũng khá đẹp đối với trung vệ bên phía Công an Hà Nội. Trọng tài vừa thổi phạt đối với Công Hậu khi phạm lỗi đối với Giáp Tuấn Dương. Thank you.
Leaza vẫn còn, đây là cơ hội rất dẻo, dứt điểm không vào. Pha xử lý rất khéo léo của công hậu nhưng không thể chiến thắng được Philip Nguyễn. Đường chuyền rất tốt là của Leaza dành cho số 19. Anh có pha quạt bóng để loại bỏ được Giáp Tuấn Dương nhưng cú dứt điểm thì lại quá hiền. Nguyễn Philip đã kịp thời đổ người và cứu thua cho đội chủ nhà. Trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu như câu lạc bộ Khánh Hòa có được những bàn thắng để rút ngắn được cách biệt. Nguyễn Philip đưa bóng lên rất nhanh. 3-2 cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Họ sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Cú đá của Phan Văn Đức chưa đủ độ khó với thủ thành Ngọc Cường. Trước đó thì chúng ta có thể thấy Philip Nguyễn đã có một pha phát động tấn công rất tốt và chính xác cho Bùi Ngọc Long. Phan Văn Đức đã khống chế và tung ra một cú sút. Nhưng cú sút ấy không thể thắng được thủ thành Ngọc Cường. Trên sân chúng ta có thể thấy Giovane đang bị căng cơ và trọng tài đã yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc cho cầu thủ bên phía Công an Hà Nội. Trước đó thì Giovane cũng đã ra dấu hiệu xin thay người rồi. Hãy cùng chờ xem là huấn luyện viên Kiatisak sẽ tung ai vào sân để có thể thay thế cho Giovane. Trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn còn những cầu thủ có thể thi đấu tốt ở một vị trí trên hàng công và nhiều khả năng đó sẽ là Phạm Gia Hưng. Một người trong quãng thời gian gần đây nhận được nhiều niềm tin từ huấn luyện viên Kiatisak với liên tiếp những trận đấu như là trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và ngôi sao Brazil. Đúng như vậy, Gia Hưng sẽ được tung vào sân. Lê Phạm Thành Long. Phan Văn Đức cố gắng khống chế nhưng không được. Và xử lý tốt vẫn là các cầu thủ đội khách. Rất cố gắng đi bóng, không được. Douglas Coutinho có tìm ra được phương án không? Cú đá ngay. Nguyễn Philip đã kịp thời lùi về và giữ được vị trí của mình khi đối thủ tấn công vào góc gần. Bây giờ là phản công cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bùi Ngọc Long, Junior Fiano, Phan Văn Đức. Các cầu thủ bên phía đội chủ nhà không vội vàng. Tình huống mở bóng nhanh của Lê Phạm Thành Long nhưng bóng đi quá mạnh. Bên phía đội chủ nhà chuẩn bị có hai sự thay đổi người, đó là Phạm Gia Hưng và Ngọc Thắng sẽ được tung vào sân. Như vậy là Giovane được cho ra nghỉ. Như vậy là cả Julio cũng rời sân. Và bây giờ huấn luyện viên Kiatisak đã thay đổi toàn bộ trên hàng công của Công an Hà Nội. Ba ngoại binh người Brazil đã được cho ra nghỉ. Thay vào đó là Ngọc Thắng, Phạm Gia Hưng và Bùi Ngọc Long. Và cả Phan Văn Đức nữa.
Thời điểm hiện tại đang là cách biệt 3 bàn. Và đó cũng là điểm số và cũng là bàn thắng khá an toàn đối với các cầu thủ Công an Hà Nội cho đến thời điểm hiện tại. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho Phan Văn Đức. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Khánh Hòa. Bóng đã được phá ra, Bùi Ngọc Long. Bùi Ngọc Long đã phạm lỗi rồi. Các cầu thủ Khánh Hòa đang rất khẩn trương. Liên tiếp là những quả tạt vào phía trong dành cho Coutinho hay là Leaza vẫn không thành công. Bùi Ngọc Long khống chế tốt và vẫn đang cầm bóng, vẫn là Bùi Ngọc Long. Cơn mưa đã ngăn cản anh có thể đẩy bóng nhanh. Duy Thành. Trong một giai đoạn thi đấu liên tục như vậy thì những lão tướng như Duy Thành không thể có đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn cả 90 phút, cho dù anh là một nhân vật rất quan trọng ở tuyến tiền vệ của câu lạc bộ Khánh Hòa. Công Hậu đã phạm lỗi. Trước đó cũng là một pha đi bóng tinh quái của Lê Phạm Thành Long, buộc đối thủ phải phạm lỗi đối với anh khi mà Lê Phạm Thành Long đã rơi vào thế bí rồi. Ở trong hai chúng ta thấy bóng dài nhiều hơn khi mặt sân ướt. Huỳnh Tấn Sinh bên phía đội chủ nhà chuẩn bị được tung vào sân. Liaza. Quả treo bóng đã không thể vượt qua được Bùi Hoàng Việt Anh. Khá tốt. Hồ Ngọc Thắng. Vẫn Ngọc Thắng. Bây giờ là Phan Văn Đức. 4 đấu 4. Phối hợp như thế nào? Căng ngang vào trong. Không được. Phan Văn Đức cũng hạn chế những tình huống va chạm. Như vậy là Huỳnh Tấn Sinh được tung vào sân để thay thế cho Hồ Văn Cường. Huấn luyện viên Kiatisak chỉ còn hai cầu thủ ở phía hành lang cánh phải, đó là Hồ Văn Cường và Hồ Tấn Tài, khi mà Văn Thành vẫn sẽ phải vắng mặt trong hai trận đấu gặp BKMX Bình Dương cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vì án treo giò. Bây giờ thì ông tung Huỳnh Tấn Sinh vào sân để nhằm giúp cho Hồ Văn Cường có được một trạng thái thể lực được đảm bảo chuẩn bị cho hai trận đấu tới. Nhìn chung thì các câu lạc bộ tại V-League vào lúc này sẽ phải có những tính toán rất cụ thể về việc xoay tua nhân sự. Mật độ thi đấu vẫn là rất dày đặc từ nay cho tới ngày 31 tháng 5. Đối với đội chủ nhà vào thời điểm hiện tại, họ không có gì phải vội cả. Phút 85 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía Công an Hà Nội. Tiếp tục là một tình huống lên bóng của đội chủ nhà. Ngọc Long. Pha xử lý không mang lại nhiều hy vọng. Sút bóng. Lê Phạm Thành Long là người vừa dứt điểm. Cú đá của Lê Phạm Thành Long không có tính sát thương.
Như vậy là bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ có sự thay đổi người. Lê Nguyễn Thanh Vị được tung vào sân để thay thế cho, chính xác là Lê Nguyễn Thanh Vị sẽ nhường lại vị trí cho số 30 Nguyễn Đức Cường. Nguyễn Philip đã băng lên nhanh. Ngọc Long. Đây là một Long khác, Lê Phạm Thành Long. Không hiểu ý nhau. Cú Ngọc Thắng đã quá chăm chăm để băng lên. Không có tình huống phạm lỗi, trận đấu vẫn tiếp tục. Đường chuyền dài. Và chuyển bóng vừa rồi của Leaza đã bị bắt bài. Công hậu. Coutinho. Và càng ngang vào không có ai cả. Trọng tài đã thổi phạt đối với Leaza, đã phạm lỗi đối với Bùi Hoàng Việt Anh. Cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ các cầu thủ Khánh Hòa họ cũng đã buông xuôi rồi. Cách biệt là 3 bàn là quá khó cho đến thời điểm này khi thời gian của trận đấu còn rất ít. Với câu lạc bộ Công an Hà Nội thì bây giờ họ sẽ đưa trận đấu về đích một cách an toàn. Cũng không việc gì phải vội vàng cả. Và cũng hạn chế những tình huống va chạm. Còn với câu lạc bộ Khánh Hòa thì họ cũng sẽ sẵn sàng cho ngày trở về với sân vận động 19 tháng 8. Không, đó là một chuyến làm khách trên sân Vinh trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức là người cướp được bóng, vẫn là Phan Văn Đức, được chuyền ngược trở lại cho Hồ Ngọc Thắng, mở bóng về sau, dứt điểm. Cú đá thiếu chính xác. Hồ Ngọc Thắng đã bị lỡ đà một chút và anh đã quan sát được về tuyến sau, mở bóng lại cho đồng đội. Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh. Tấn Sinh không phải là một mẫu hậu vệ biên có thể đóng góp nhiều với những tình huống tấn công. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, sẽ có một quả ném biên được dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trọng tài biên đã sẵn sàng để thông báo về việc sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai này. Nguy hiểm! Không thể có thêm cú dứt điểm. Và như vậy là trọng tài thứ tư của trận đấu đã thông báo sẽ có 4 phút bù giờ. Douglas Coutinho. Được chuyền đã không thể vượt qua được Lê Phạm Thành Long. Ngọc Long. Văn Luân mở bóng sang cánh phải, quá mạnh.
Bây giờ các cầu thủ Khánh Hòa đang dồn toàn bộ đội hình để tổ chức tấn công, nhưng họ quá bế tắc luôn. Những đường truyền và những ngoại bình như Leaza và Coutinho phối hợp với nhau nó chưa thể đem lại cho những họ những phương án tấn công và những tình huống dứt điểm. Khá tốt. Pha lên bóng có thể mang lại bàn thắng. Rất nhanh. Ngọc Long. Không được. Một tình huống xử lý nửa chuyền nửa sút của Ngọc Long. Đồng đội của anh ở phía trong cũng không thể băng cắt và chạm được vào bóng. Ngọc Long đã chơi rất cố gắng sau khi được tung vào sân. Tiếp tục là các cầu thủ đội chủ nhà. Liệu họ có được bàn thắng thứ tư không? Ngọc Long đường truyền về thẳng vào chân của Douglas Coutinho. Những nỗ lực ở quãng cuối này của câu lạc bộ Khánh Hòa rất khó để có thể trở thành hiện thực. Đường truyền vừa rồi thì không thể là một cơ hội cho Douglas Coutinho được. Đó là đường truyền đến từ Đoàn Công Thành. Còn hơn một phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Giang Tuấn Dương. Bóng dài lên phía trên. Duy Thành. Cũng là một tình huống mở bóng. Vũ Hoàng Việt Anh đã xử lý tốt. Rất khó khăn. Và mở bóng không thành công của Phạm Gia Hưng. Đến lượt các cầu thủ bên phía đội khách chuyền bóng sai địa chỉ. Gia Hưng. Bây giờ là Ngọc Long. Xe xây là người tạo ra chốt chặn. Những giây cuối. Lia Gia. Khá hay. Duy Thành. Douglas Coutinho. Và bất ngờ thì các cầu thủ Khánh Hòa có được cơ hội ghi bàn. Trọng tài xác định là Bùi Hoàng Việt Anh đã phạm lỗi với Douglas Coutinho. Cú hất bóng lên của Thành Nhân để cho Douglas Coutinho băng xuống. Số 32 đã che chắn và Bùi Hoàng Việt Anh đã có một động thái có vẻ như là kéo với Douglas Coutinho. Sẽ có một quả đá phạt đền được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Douglas Coutinho đứng trước cơ hội để có được bàn thắng thứ 3 cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Douglas Coutinho và Nguyễn Philip. Douglas Coutinho. Tỷ số là 1-3. Câu lạc bộ Khánh Hòa đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Và 3-1 với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã dễ dàng giải quyết được đối thủ ngay trong hiệp 1 với một cú hat-trick của Jefferson Elias. Và đến những phút cuối cùng thì Khánh Hòa đã có được bàn thắng mang tính danh dự với pha lập công trên chấm phạt đền của Douglas Coutinho. Chiến thắng trước Khánh Hòa cũng giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 với 31 điểm sau 18 trận đấu. Còn với Khánh Hòa, họ vẫn sẽ dậm chân ở vị trí cuối bảng với chỉ 10 điểm. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với FPT Play trong những trận đấu của V-League 1 2023-2024. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.